Việt Nam phản đối Đài Loan xây hải đăng trái phép ở đảo Ba Bình, tính từ Hà Nội. Ngày 24 tháng 8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cộng sản Lê Hải Bình lên tiếng phản đối việc Đài Loan xây dựng hải đăng phi pháp ở đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ông Bình nêu rõ Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mọi hoạt động của nước ngoài ở khu vực này mà không được sự đồng ý của Việt Nam đều bất hợp pháp và vô giá trị. Việt Nam yêu cầu phía Đài Loan chấm dứt ngay hoạt động sai trái đó và không tái diễn các hành động tương tự. Đài Loan giải thích, việc xây ngọn hải đăng là nhằm cải thiện và bảo đảm an ninh hàng hải trên biển tại khu vực quần đảo Trường Sa, đồng thời bảo vệ môi trường tự nhiên cũng như phục vụ lợi ích quốc tế. Theo kế hoạch, quá trình xây dựng sẽ hoàn thành vào cuối tháng 9. Đài Loan trước đó hoàn thành thực hiện phi pháp một phi đạo tại đảo Ba Bình và đang triển khai xây dựng bến cảng trị giá 100 triệu Mỹ Kim, dự kiến cuối năm nay hoặc đầu năm sau sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đảo Ba Bình nằm cách đảo Đài Loan khoảng 1.600 cây số, có diện tích gần 0.5 cây số vuông, là đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đài Loan chiếm giữ trái phép hòn đảo này và thường xuyên đưa lực lượng tuần duyên đến đây.